Cậu mẹ hiểu không? Bỉ người yêu bỏ không sao, phấn đấu lên làm kiếm tiền quen chỗ khác. Trên đời này rất là nhiều đứa con gái, đâu phải một mình nó là con gái đâu. Một chị nó mới xứng đáng với mày hay sao? Đã là con trai là phải mạnh mẽ lên, đam mê cái gì là phải theo đuổi cho tới cái đó. Đam mê xe đúng không? Thích xe nào thì phải gán kiếm tiền mà mua được chiếc xe đó cho bằng được, dù cho tiết kiệm 1.000, 2.000, 3.000 cũng phải mua cho bằng được, đó là đam mê. Đã là con trai là phải nhậu mạnh, để ra đường giao thiệp làm ăn với người ta. Còn phía gia đình á là phải hiếu thảo, chữ chung mày gửi cho cha, chữ hiếu mày gửi cho mẹ, chữ tình mày gửi cho con rể mày. Bước ra đời sống á, mà vấp ngã đâu thì đứng lên chỗ đó làm lễ từ đầu ngay lập tức, không nhu nhược. Đã là đàn ông á là sương gió mười phương, sức đầu bẻ chén là bình thường. Quan trọng là trước 30 tuổi phải có một con vợ xinh và một chiếc xì bo, và cầm trong tay 500 triệu một căn nhà cấp 4. Đó, bây giờ mục tiêu của ba dặt cho con sẵn này đó, con làm được không? Nếu mà con làm không được á là con đã phụ lòng cha với mẹ. Ba đang bán chữ số nuôi con nè, mẹ còn bán chú chiên nào hẻm kìa. Hồi đó ông nội mày cũng nói với ba vậy đó, giờ ba nói là với con. Ba mày năm nay 35 tuổi rồi vẫn còn bán giấy số nè. Ba mày nè bán giấy số từ lúc 15 tuổi tới bây giờ nè, đủ mấy chục năm rồi mà đủ má ế giấy số dữ lắm luôn, mà nhiều lần ôm lắm mà tới giờ nó không trúng mày.